Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em đến từ thương hiệu Tudor, và chiếc Tudor này của mình là một trong những cái mẫu mới được Tudor giới thiệu vào năm 2023 khi ra mắt một loạt các sản phẩm mới. Đây là một chiếc Tudor Black Bay Diver với size là 37mm các bạn nhé. Các bạn không nghe nhầm đâu, 37mm. Và với cái size này thì anh em nào mà tay bé tầm khoảng 14cm đến 16cm đeo thì sẽ rất là tuyệt vời. Đây chính là chiếc Tudor Black Bay 54. Và chiếc này của mình thì là chiếc Black Bay 54 Vintage với cái size 37mm. Và chiếc này của mình là full box. Được bán ra từ năm 2023 và hiện tại cũng khá ít những chiếc mà lướt qua sử dụng ở trên thị trường. Cho nên là cũng lâu rồi ISET mới săn được một chiếc. Chiếc này của mình thì như các bạn thấy nó sẽ sử dụng cái thiết kế là vintage với kim và cọc số là mạ vàng. Và cái bezel với cả dial của chúng ta thì sẽ là màu đen các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ. Chiếc này thì mã đầy đủ là 79000N-0001. Và cái mã đầy đủ thì nó được hiển thị ở cái tag đi kèm này. Đó, tag đi kèm này. Đó, 79000N-0001. Giá ở bên Trung Quốc thì nó khoảng tầm 2 vạn 9 tệ, loanh quanh đồ đấy vào khoảng tầm 100 triệu. Ở đây thì chúng ta sẽ có là còn 2 mắt dư. Chiếc này thì được bảo hành toàn cầu 5 năm đến 2028, còn bảo hành dài, anh em mua có thể thoải mái sử dụng. Và chiếc Tudor Black Bay 54 này thì mình phải nhấn mạnh nó đặc biệt là dành cho anh em nào tay bé, tay nhỏ và vừa, thậm chí là siêu nhỏ. Dòng sản phẩm này thì có một cái size phải nói là cực kỳ hợp lý với anh em nào mà kén tay. Cái size của nó ở đây là size 37mm. Và độ mỏng của dòng này thì nó cũng mỏng hơn so với cái dòng sản phẩm Black Bay 58 bình thường. Ở đây thì mình sẽ có một chiếc Black Bay 58 mới về nữa để cho anh em so sánh. Và chiếc này của mình là chiếc Black Bay 58 AG925. Hôm trước mình về một chiếc và bán nhanh quá, cũng khá là nhiều anh em hỏi. Và hôm nay thì mình mới về thêm được một chiếc. Chiếc này của mình thì cũng là có date 23 tháng 2 năm 2022 các bạn nhé. Và đây là chiếc Black Bay 58 sử dụng thân bạc. Thì mình sẽ dùng chiếc này để so sánh luôn cho anh em với chiếc 37mm. Nói qua về hai dòng thì nếu mà so giá retail thì chiếc Black Bay 58 thân bạc này có giá retail đắt hơn, với cái mức giá retail là khoảng tầm 150 triệu, 148 triệu gì đó là chiếc này, vì nó sử dụng cái thân là hoàn toàn bằng bạc. Chúng ta sẽ có cái đáy sau hở. Chiếc này hiện tại thì date 2022 được bảo hành dài đến 2027 và shop thì đang bán với giá là 69 triệu 500. Đó. Tuy nhiên là dòng Black Bay 54 kia thì nó lại là dòng mới ra hơn, và hiện tại là mức giá của nó đang, nếu mà giá qua sử dụng thì nó đang cao hơn so với chiếc Tudor bạc AG925 này. Đó. Và chiếc này hiện tại thì bên mình đang bán là mức giá là 78 triệu 500. Thì chiếc này thì giá retail của nó là khoảng tầm 108 triệu anh em nhé. Đó. Anh em có thể thấy là ở đây là cái size của nó gọn hơn rất là nhiều so với size 39 này. Đó, các bạn nhìn cái phần lắc tu lắc càng, phần càng của nó. Thì với cái size 37 này, nó nhỏ hơn khá là nhiều. Đó, và cái độ dày của nó, độ dày của dòng Black Bay 58 này khá là dày. Còn chiếc này thì sẽ mỏng hơn khá khá. Lên tay cực kỳ yêu luôn. Anh em nào mà tay khoảng 14 đến 16.5 thì đeo chiếc này là tuyệt vời. Đây kể cả mình, các bạn thấy tay 18 này lên tay này. Đó. Chiếc này thì sẽ có là niềng benzen là aluminum với màu sơn đen. Mặt dial của chúng ta thì mặt dial đen sần và hơi cong nhẹ. Kính sapphire của chúng ta là kính dạng dome sapphire glass. Nó hơi cong tạo cho chúng ta một cái hiệu ứng ở phần viền. Và chiếc này thì cũng giống như đàn anh Black Bay 58 của chúng ta, thì nó sẽ sử dụng bộ máy là MT5400 với chuẩn chronometer. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có là 27 chân kính, có tần số là 4 hertz 28.800, và các bạn sẽ có 70 giờ tích cóp.
Về độ dày thì chiếc này dày, chiếc này mỏng hơn so với dòng Black Bay 58 khoảng tầm là 1 mm các bạn nhé, rất là nhiều đấy. Các bạn có thể thấy là phần, kể cả phần càng này đó, thon gọn hơn rất là nhiều. Đó. Về kích thước đeo thì các bạn sẽ đeo tương đương như kiểu dòng Desert 36 của bọn Rolex. Đó. Mình đánh giá nó tầm tầm như vậy. Mà đây lại là một chiếc Diver. Thì một chiếc Diver size này để mà đẹp thì mình nghĩ không có nhiều. Sợi dây đi kèm thì tương tự như dòng Black Bay 58 của chúng ta, thì sẽ là một sợi dây đặc trưng của dòng Black Bay. Và khóa thì chúng ta sẽ có là khóa ở đây, các bạn thấy là khóa gập với logo của Tudor ở đây. Và đặc biệt là trên cái dòng này thì khóa gập thì ở phần dưới này chúng ta đã có cái phần là switch link để cải tiến cho anh em. Anh em muốn đẩy vào chỉ cần chúng ta chỉ cần nghiêng này, chúng ta đẩy vào. Đó. Và khi mà chúng ta cần kéo ra thì chúng ta sẽ kéo này xuống và chúng ta kéo ra rất là nhanh gọn cho anh em. Và cái phần vi chỉnh này sẽ giúp cho chúng ta nó khoảng tầm là chiều dài của một một mắt, cho nên là chúng ta có thể đeo dễ dàng là thay đổi là sáng chiều với cái vi chỉnh này. Đây là một cái thay đổi mình thấy là khá đáng giá trên cái dòng Black Bay 54 đó. Chiếc này thì hiện tại đang có sẵn tại bên mình và mức giá là như mình công bố cho anh em là 78 triệu 500. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Tudor Black Bay 54 size 37 này thì anh em có thể liên hệ bên mình. Bên cạnh đó thì iSET cũng đang sẵn chiếc Tudor Black Bay 58 AG 925. Anh em nào mà quan tâm đến hai chiếc này thì có thể liên hệ mình nhé. Đó, đều là dòng Diver và anh em có thể đeo thoải mái với cái thị trường Việt Nam, là dòng Diver là rất là chuẩn chỉ cho thị trường của chúng ta. Ok, cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.